con đi chơi nhá. Thì con đói chưa? Hả? Mày con đói hả? Thì con ở đây nha. Chờ mẹ một chút nha. Mẹ đi lấy thức ăn cho tụi con ăn nha. Đói là dĩa các ngón tay của mẹ đấy. Thì đang ngủ dậy ra chơi với mình chơi đấy. Ăn đi con. Ăn đi, lại đi ăn đi. Nên là mẹ mua thêm cho Tina ba cái thịt con nữa đấy. Thì con ơi, chít 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 chít, ở đây đi con, ở đây ăn nào. Đây, ăn đi, ăn cho no nha. Rồi, Tina ngồi đi chơi nhé. Chơi chăm việc cho mẹ nhé chưa. Con ngồi đấy chơi đi, để chăm việc cho mẹ nha.
Này Tina, để bé Tina vào uống sữa nha, nha con. Vào uống sữa nhé. Để hai mẹ con mình đi bắt thịt con vào xuống vào trong sọt nhá. Lại đây con. Con ở đây cho ấm nha. Tina, Tina vào mẹ bế ha, đi rửa tay cái chân này, đi vào uống sữa nào. Nha, chân thì con vậy thôi con nha. Bây giờ mẹ đi rửa tay cái chân cho Tina, để cho Tina vào uống sữa, đúng không? Thì con ăn no rồi đúng không? Còn Tina bây giờ Tina đi uống sữa. Xong rồi ra chơi thì con nữa nha. Đồng ý không con? Được rồi, để biết. Ơi. Đi ra cho mẹ mượn nè. Rồi, hết luôn. Giỏi quá nha. Giỏi lắm. Tina sửa tay mẹ hả? Hả?
Mẹ uống sữa tay Tina nè. Ê, tay Tina ấm lắm nha. Tay Tina ấm lắm. Yêu lắm. Chào. Chào mẹ. Nhìn ra ngoài đấy hả? Muốn ra chơi mấy vị con đó hả? Đúng không?